quý anh chị. Hôm nay thì có đi vô thăm nhà của ông lão bị cái chân giống như là vi gút ăn thịt người, qua sự là giới thiệu của em Tài An Giang đó. Thì hôm nay mình cũng đi cùng em Tài nè, để vô tìm hiểu cái hoàn cảnh của chú như thế nào với cái chân của chú đó. Nhìn thấy cái tội quá, cái chân giống như bị gần gần như hoại tử gì đó quý quá của anh chị. Thì như mình tới nhà chú thôi nè. Chú để mình đậu xe bên đây cái như là chú đang ngồi ở bên đó. Như mấy bà, nhà này nhà của chú có ông gì rồi Tài? Nhà này của hôm qua Tài quay là của anh của ông là ngày xưa đi đi bộ đội các bạn, giống như là liệt sĩ á. Liệt sĩ người ta cấp cho cái nhà. Ủa đây mấy cô luôn phải không? Mở cái này ra cho. Dạ không, chào mấy cô với bà. Dạ. Dạ anh. Đây nè. Dạ. Cô là... bà là vợ ông á. À vậy là cái cô đây là vợ của ông đây. Dạ, con chào bà nha. Dạ con chào ông. Dạ. Dạ thì hôm bữa cũng nghe em Tài giới thiệu cái về hoàn cảnh của ông đó. Với bị cái chân đó thì con cũng ghé để thăm sức khỏe của ông. Để quay lại cái hoàn cảnh của mình. Thì coi có ai giúp được mình thì giúp cái gì đó, giúp được nữa con sẽ tìm lại đây để gửi về với ông. Như người ta có gửi quà tiền gì đó. Dạ. Ông tên gì ông? Chào Lóc. Chào Lóc ha. Năm nay ông nhiêu tuổi rồi? 64. Ờ 64 tuổi ha. Dạ. Mình thấy ông bớm quá. Đây là vợ của ông. Dạ. Bà dở cái chân ra cho anh Kỳ anh quay đi bà. Dạ, yeah. Cho con xin phép con quay cái chân của ông lại để cho cô bác anh chị xem nha. Ông rất là ấm luôn. Ông xe qua đây giùm con ông ơi. Đi ra ngoài trước nè ông. Như nó có mùi luôn. Ừ. Như nó bị hoại tử luôn các bạn. Sáng giờ bà có rửa cho ông không? Hoại tử luôn. Lừa bằng gì? Chanh. Giống như cái chân rất biết ngoài chanh ngoài của anh Nam quay đó các bạn. Đừng rửa chanh nữa. Mình lại gần là có mùi luôn nha. Tại vì giống như thịt này bị hoại tử gần hết luôn rồi. Đau không ông? Không hả? Là lúc cái chân của mình bị đó là hồi xưa mình có đạp trúng cái gì không? Không biết hả? Không. Không biết. Có bị chạy xước này kia không? Có mà người ta đá mà dây luôn đó. Mình giống như mình đi mình bị chạy xước hả? Dạ. Yeah. Rồi mình không để ý mình công việc lúc đó của ông là làm. Yeah. Làm gì, làm cái gì không? Công việc gì? Đi cắt cỏ không? Cắt cỏ. Vậy là cắt cỏ xong rồi mà chắc có lẽ là công việc cái chân này ông đạp trúng cái gì đó phải nó mới bị đó. Không biết đáp vậy đó. Ừ. Rồi lúc đó là nó có sưng lên hay này kia không? Có. Sưng lên đau lắm hả? Dạ, yeah. Đau anh ư. Người lại vào tay gái. Dạ. Ngày được 2-3 ngày cho sao sẽ đi chích thuốc. Dạ. Bớt đi cắt rồi nữa. Mà giờ tay lên như đó. Dạ. Ông đi đâu? Dạ, sao chị? Sao nghe ngày hôm qua chở ông đi. Chở đi khám rồi mà bây giờ chưa có tiền để chở ông bệnh viện. Bác sĩ báo là hôm qua em chở ông đi nè. Ừ. À, báo là phải có tiền để vô bệnh viện lớn ở Long Xuyên á, là cắt những cái phần thịt hư này đi. Hiện tại là nó bị hoại tử rồi. Cắt đi rồi người ta sẽ phẫu thuật lại mà số tiền em nghĩ là chắc là lớn. Cho nên là hiện tại là mấy em quay lại cho bà con ở phương xa, ở nước ngoài cũng như trong nước để thấy được hoàn cảnh của ông vậy nè, giúp đỡ thêm để ông có tiền để ông đi bệnh viện để lên mùi lắm chứ. Ủa vậy nè, ông có bảo hiểm mà ông nói là mắc rồi. Mà ở nhà thì có hai ông bà già không biết đường. Hình như hai cô chú này có hai ông bà có con cái gì không hả chị? Có mà. Có một người chị mà đi Bình Dương đi Củ Chi làm. À, đi làm rồi ha. Rồi vậy. Vậy là đường con nhà này nhà của ai ra rồi? Nhà tôi. À nhà của con. Hiện tại là nhà của bà, ngày xưa là nhà giống như là em trai của liệt sĩ á, người ta cấp cho cái nhà. À, nhà tình thương người ta cấp cho cái nhà ha. Dạ dạ dạ. Mà sau 5 năm cắt nhà xong thì rút lại cái hộ nghèo. Tại vì hôm qua bà có chia sẻ gì? Không có. Vậy là thường ngày công việc của bà có làm gì thêm không bà? Có làm gì không? Người ta có mưa đi một đêm chứ tới 70 ngàn, 80 ngàn. Mình làm gì bà? Rồi co gì đó,
làm dịch thông vậy đó. Trồng thông. Nói chung là dầu cỏ với đậu phộng. Nói chung là ông với bà người dân tộc nói tiếng Việt chắc là mình nghe, nếu bình thường nghe hơi khó nghe cái quý quán của anh chị. Tại vì giọng cứng cứng á, nhiều khi những cái ngôn từ của người Việt thì giống như ông ở đây với bà ở đây, người dân tộc thường là họ nhiều khi nói không có đó, những cái lời đó nó không có nói được, giống cái lưỡi hay sao đó. Không có đánh lắm. Vậy là mình bị đó, bị cái này mình ở nhà không vậy không? Nằm ngồi chỗ vậy hả? Nói chơi á. Dạ. Nào, người ta mơ người ta không mất đi. Tìm cùi đó, tìm cùi đi bàn đó. Ông đào tìm dương đâu, coi ông không á. Thì tôi, ông không ớt á, kêu chào lên, bưng ông vô cái cầu á. Thì con thấy phần đầu của bà bị sẹo là đó mình bị gì bà? Lâu rồi. Bị hồi xưa á hả? Thôi, tôi nho, tôi đâu có biết. Thì một hoàn cảnh cũng rất là tội các bạn ơi, tội nghiệp lắm. Ông ấm nhất không nhờ mà. Hồi xưa là đi chăn bò với cắt cỏ hay không? Dạ. Rồi cắt cỏ thuê cho người ta ha. Dạ. Thì hôm qua được sự chia sẻ của anh hôm qua. Cái anh hôm qua ẩm ông đi á, cùng con đó. Lại bác sĩ đấu á là anh đó là ở sớm hay gì? Ở sớm. Dạ, anh đó có chia sẻ với Tài là ông bị đạp nước tiểu của rắn độc. Đạp nước tiểu hả? Dạ. Dạ dạ. Mà không biết cái chuyện này có hay không, mình đang tìm hiểu nè các bạn. Mà sợ ông không có nhớ được cái là mình ông có nhớ là mình có đạp cái nước tiểu của rắn không ông ha? Không. Nó đi nó đâu biết. Rắn nó ở trong rừng trong sao biết được. Thôi mình đi mình đâu đi, mình không biết khi mà phát hiện cái chân của mình bị vậy nè. Thì mình mới mình suy nghĩ là cái gì rồi. Nãy còn răng. Hai ngày nay nó. Với cái tình trạng của ông là bị bao lâu rồi ông? 2 tháng rồi. Mới 2 tháng nay thôi. Dạ. Dạ nó mấy hoại tử gì đó ha. Dạ. Là đau đi không được nữa. Dạ. Dạ. Ông hút thuốc lào các bạn. Thuốc lào hả? Không, này thuốc thuốc ghê. Không, tay gọi cho ba nè. Ở người ta hút ta gửi phải không? Bà cho người ta cho ta cho hút à? Ta cho hút. Ta mua cho ở trên đó. Chừng giống như chừng nhất biết. Đau nhất không ông? Không. Nó bình thường nha. Có ngứa không? Để mình có tao ông nào có ngứa chân không? Không. Để sớm mình không luôn. Một cái trường hợp rất là đặc biệt luôn mấy quán của anh chị. Cái chân mà để của ông giống không biết á, để nó bị giống quạ gần hoại tử cái chân. Cái này mà thấy là nguyên cái khớp hai ngón thôi cơ. Và thường thường là bà vệ sinh cho ông ha. Có vệ sinh cho ông rửa cho ông không? Tôi không biết đâu, không biết chút á. Biết gì đó. Dạ. Nhưng mà thấy cái tôi soi chứ. Ồ, mà đây rồi mình chơi. Dạ. Để giờ mình chơi hết. Thôi đọng mất đi mình chơi chết đấy. Cái chân bên đây ông đi không có được nào quý quát của anh chị. Bởi vì ốm chứ ốm luôn. Dạ, ốm cái này. Không ăn cái chân xương nó ốm luôn nhé. Mà cái chân này bị dảnh lên gì luôn không? Cái ngón á. Cái mà nhúng nhích cái ngón được không? Cái ngón cái á. Không luôn hả? Ồ, vậy là đơ nguyên cái chân luôn các bạn. Là mình đâu có đi gì được không? Mình co tới co lui được không? Được xuống xuống cắm như nó được. Dạ. Xuống cắm tê. Dạ. Rất là tội ơi nghiệp các bạn ơi. Cái chân quá dữ, cái này chân này phải đi xuống bệnh viện người ta coi người ta thấy cho mình chứ mới được, chứ để gì là nguy hiểm lắm không có được. Như nó có dòi không bà? Có dòi không? Chân á. Nắng đâu? Có dòi không? Không, nó quải tử nó thúi vậy thôi chứ không có dòi ha. Thì khi mình đứng gần vậy đó các bạn thì có mùi hôi luôn nha, bốc mùi luôn tại vì chân bị quải tử rồi. Này ông đẩy nó có cái tắm. Ông đẩy lên đi ông ơi, để gùi nó bu vô cái đó đó. Dạ. Đẩy cái chân ông đẩy giùm con đi bà. Dạ, để gùi nó bu á. Thì Kỳ cũng làm cái video này rất cái mong sự đồng cảm của quý cô bác quý anh chị.
chung tay mình góp sức để giúp ông để làm cái chân của ông cho nó ấy lại. Chứ anh thấy là cái qua tình hình của ông, cái chân của ông là cái chân của ông là nó thúi, nó có mùi luôn đó quý cô bác quý anh chị. Nhìn thấy tội quá. Thì quý cô bác quý anh chị có thương thì cái đó lại làm gì bà? Gửa cho bà, gửa cho ông hả? Có gửa chưa? Ngâm á hả bà? Vậy là để cái nước này để cho chân mình vô mình ngâm. Vậy là mình ngâm mấy ngày ha, hay là ngâm lâu rồi? Ngâm lâu rồi nhưng ngày ngày máy đôi này ra đặt mới bề lai mới. Hình như lá me với cái gì bà? Lá me hình như lá trúc đó hả? Hai loại lá hả? Là mình ngâm để vệ sinh cái chân của ông ha. Dưới phần cái hoàn cảnh nghèo đó các bạn ơi, dưới phần nóng gì ông bà là người dân tộc nên không có hiểu về những cái vệ sinh hoặc cái chân này kia. Bà cái này mà nấu cái gì cho đây với bà? Để ngâm chân nữa. Rau gì? Mình sợ prinh hay sợ bơ sợ trâu mình chơi. Lá này là lá lá mè với lá chanh. Lá mè lá chanh. Dạ. Ngâm vô. Có muối không? Mình mơ đây. Muối ở đặt đấy. Không có muối. Có muối. Thì hôm nay nha, hôm nay con góp ý nha, hôm nay mình đừng có nấu này nữa. Lấy muối nấu với nước để nguội hơi ấm ấm lại ngâm chân được rồi. Dạ. Con không nói dịch đây dùm chung mà nhà em làm bỏ mấy bỏ này luôn này. Không có lấy mấy cái rau này nữa, mấy bé chai để lấy nước lạnh với muối nấu xong rồi để nguội lại ấm ấm ngâm chân thôi, còn ngâm cái này nữa là cái chân ông sẽ hư luôn đó. Dịch đây dùm chú coi. Dạ anh chặn anh cháu thì dạ anh đã đồ tinh đã cho nó hay dồn mới đã cho bà nguy hiểm lắm chú, để muối nhiều để thiệt mặn cũng được đó, để vệ sinh lại thôi vậy. Nói cho bà vậy thiệt mặn mà để ngồi nhà để hơi ấm ấm thôi nha, đừng nóng quá phỏng chân, ấm vừa thôi để ngâm á. Đi ra phía sau luôn các bạn, thì mình sẽ đi ra phía sau xem coi bà để thế nào nha. Thì cái ngôi nhà này là ngôi nhà của anh hay bà con gì đó các bạn, như ngôi nhà anh hay bà con đây, anh trai mà mất lâu rồi hy sinh đó. Rồi ở đây ha, giống như cái liệt sĩ á. Cái phần hàng ngày đâu có lao động đâu mà có tiền đâu. Cái này cái gì dữ vậy ba? Dạ mớp là cực bò tức vô lít cước bò à? Cước bò mà đầy luôn như này. Mình lắp cước bò ở đây để trồng cây ha, tức vô lít chừng đi. Tại vì mưa nước tràn. Ây da, biến cái. Mà cái chuồng bò đâu? Dạ, nó chuồng bò đây. Chuồng bò đây hả? Chuồng bò trong nhà luôn hả? Chuồng kia, phạt hạt chuồng kia rồi, làng chép rồi. Là bán cho người ta hay là người ta nghĩ nuôi à? Cái này là của người ta hả? Dạ. Mình bán bò hả? Không. Chai. Nuôi giùm người ta hả? Nuôi thuê cho người ta phải không? Đây, chuồng bò đây các bạn. Thì phân bò là với chú bò này lúc mà đi ị ra nè, là đem vào sao không con trai? Là nuôi ở đây phải không? Rồi lúc cái trong nhà mình là có nuôi bò nữa hả? Này cũng có là nuôi. Này là nuôi cho người ta. Nuôi cho người ta trả tiền cống ha. Bà ăn cơm bữa nay ăn cái gì bà? Cái này là cái bếp của bà luôn nè các bạn. Xài cá khô, xài gì ăn đâu. Ngon quá nè. Cá khô heo nè, này thịt kho nè các bạn. Cái này là khô cá lóc nữa. Khô. Ô cho mình kiến không à? Kiến không à bà ơi? Kiến không à bà. Dạ bảy ra mới được. Cái này là cái gì bà? Anh câu đi thành khô nó. Không, cái này là cái gì nè? Cái nước đó nấu có gì vậy? Nấu cho con nó. Nấu cho con ha. Nấu con đi đây. Con đi ha. Bỏ rồi. Nấu nước uống phải không? Nấu dạ, thuốc uống. Thuốc uống. Đào gì đó. Về ra cho bà lấy nước nấu cho ông ngâm chân đi. Nước ở đâu? Hả? Nấu cái nước nóng rồi đó. Cái chảo cái nồi chưa có nước mà nấu. Chưa nước mình anh cái chao đấy con trai là sao con trai là cái này là người ta bỏ rồi. Không cái nồi mới rửa kìa, là cô thì nào bà nấu nước cho ông ngâm chân. Nấu chuẩn bị đi phải không? Chuẩn bị đi lấy nước phải không? Vì bà lấy nước đi với môi nói bà lấy nước với muối
nấu ấm ấm đi, nấu lên nóng đi rồi để nguội lại bớt. Là bác sĩ hôm qua nói là cái chân ông bị ngoại tử rồi các bạn, đang cần một số tiền để kỳ sĩ ra trước đàn. Thì lúc mình đi ấy tới bây giờ mình thấy cái trường hợp của ông nè rất là đặc biệt, cái chân mà chung họ là người dân tộc đó các bạn, thì nên không có biết về cái xử lý chân. Nhiều khi đi làm đó, khi bị đứt chân hoặc là đạp cái gì đó họ không có đi thì họ cứ đi làm bình thường thôi, nói chung làm biết quen rồi. Thì mình theo mình suy nghĩ nha, thì cái chân ông có lẽ là khi mà là ấy đó rồi nó bị giống như là bị đứt xước cái gì đó xong rồi mấy giống như cái vết thương các bạn, rồi đi chân không không à, rồi cái rồi đắt nó sảm vô, rồi từ từ nó sẽ ăn vô giống như rồi nó làm độc nhiễm trùng đó, rồi từ từ nó sẽ bị hoại tử theo cách của Kỳ, là Kỳ đang nghĩ như vậy. Nhưng mà vấn đề đạp cái nọc gắn đó thì không biết nước đáy gắn phải không, nước đáy gắn thì Kỳ không có xác minh được. Nhiều khi ông đạp thì ông có biết đâu, tại vì nước đáy gắn nó cũng bình thường thôi, thì chân mình đạp mình đâu có biết được không, trên đáy trên cỏ đó mình đâu có biết đâu thương không. Dạ dạ, là từ lúc cái chân mình bị khoảng 2 tháng nay là nó mình không có đi được. Dạ đứt mấy đứa chân đôi chiếc gọi chân tới những đứa khác đi đứt mà còn thằng đi sao đi hết nơi rồi. Vậy là công việc thường ngày chính là ông là người lao động chính để kiếm tiền về nuôi bà ha không? Dạ dạ, ông bà cũng tin tôi đi. Lúc đó tôi nuôi lại. Vậy là lúc đó mình đi làm nó một ngày là được bao nhiêu tiền không? Bao được 30 ngàn, 40 ngàn, mua gạo ăn, mua này kia. Vậy là một ngày mình chỉ làm được 30-40 ngàn thôi. Dạ, đó cắt bao bán á. Dạ, mình làm từ mấy giờ tới mấy giờ không? Cắt sáng thì tới 8 giờ 9 giờ vậy đó. À, sáng là mình đi cắt cỏ hoặc là đi kiếm củi 8-9 giờ. Dạ. Là một ngày đó mình kiếm là có thể là 30-40 ngàn một ngày thôi. Dạ. Là không nhớ hết rồi. Dạ. Khung chung thôi, nguồn thu nhập của ông thì rất là ít các bạn, 40-50 ngàn. Rồi hai ông bà giống thấy mua gạo với mua đồ ăn đại khái vậy hả? Ăn đồ ăn bánh ăn sang sớm. Dạ. Rồi nhiêu ăn nhiêu. Dạ. Thì mình sẽ đi, Kỳ sẽ đi qua để hỏi những cái bà con ở xung quanh đây để tìm hiểu cái chân của ông, có thể biết thêm anh nói về cái chân của ông á. Cô cô cho con hỏi là cái chị nói tiếng Việt gành không, cho em hỏi thăm xíu nha. Dạ. Dạ. Chị tên gì? Tên Công Phiết. Phiết. Dạ. Dạ. Thì hôm nay em có giới thiệu của anh Tài với ông Mâm đó. Thì qua đây có hoàn cảnh của ông chú có tên là gì em quên, tiếng khó đọc á. Tà Lóc. Tà Lóc ha. Dạ. Dạ. Là hồi xưa là công việc của ông là làm gì chị? Hồi xưa như là ông như là đi làm mướn, ai mượn gì đi làm đó vậy đó. Ừ. Con nuôi bò gì đó. Dạ. Rồi cái ngày chị bò làm mướn, là chị có biết một ngày ông làm thu nhập của ông khoảng nhiêu tiền không? Em cũng không biết gì ảnh á, tại mày đi Sài Gòn vậy. Ừ, đi làm xa ha. Dạ. Dạ. Là từ khi ông bị cái chân ông bị là bao lâu chị có nhớ không? Trời ơi, thương mà hả? Một năm nay hai con trai? Dạy. Là nghe nói ông nói là 2 tháng đó, nhiều khi tại vì em muốn hỏi là 2 tháng ha. Cái chân làm thấy lên mùi luôn á, nó có mùi hôi luôn. Hôi không có ai ở gần nổi nữa. Dạ dạ, đứng gần đó là thấy cái mùi nó có mùi hôi nặng luôn á. Thấy tội quá. Nó có ăn cơm gì được đâu, thèm gì ăn được mới chút gì. Ờ, không có ăn cơm được luôn. Dạ. Ngủ không được nữa hả? Cái chị ở đây mình là bà con, có bà con với ông chú đó không hay là ở xóm thôi? Cũng là bà con ở đây. Ừ.
Rồi thường ngày có ai cho tiền ông, góp tiền cho ông không? Cho thấy thương quá, có không? Em cũng không biết, tại vì mới tới đây cũng không biết gì. Hỏi bạn có ai cho ăn uống hoặc là cho lâu lâu cho tiền không? Mà nó như vui này nào, chào hỏi thôi mà. Mình ta ăn. Mình ta. Yeah. Không có ai biết nữa. Ồ, nói chung là hai ông bà sống vậy đó hả? Dạ. Rồi giờ ông không có thu nhập được tiền đâu xài đó. Rồi con của chú có gửi tiền về không? Con của ổng cũng bệnh nữa. Mà bệnh thì là đi làm, giờ chỉ bệnh, giờ chỉ cho ông này cũng không có thu nhập bao nhiêu đâu. Dạ, chứ phần hai ông bà ăn uống nữa không có tiền nữa ha. Dạ. Chứ chừng nó phải có tiền đi vô bệnh viện mới được, tại vì xuống dưới thì không biết làm sao. Tại vì xuống dưới cho người ta kiểm tra cái chân, nhiều khi là cái chân nó bị hoại tử nhiều hay gỡ khớp á, cái đó làm thấy là bị nhiều lắm á. Đâu có tiền đi đâu mà gì nằm ở nhà vậy. Thì bởi vì hôm nay em quay cái clip này nè để đăng lên để nhờ trợ giúp của cái cộng đồng, những mạnh thường quân ở xa gần, ở gần họ sẽ giống như thương cái hoàn cảnh của ông mà sẽ giúp đỡ ông để mà có tiền đi bệnh viện có viện phí để xuống dưới khám coi cái chân của ông nó như thế nào, có giải phẫu hay là gỡ khớp hay sao đó. Với là ông đi đâu đi cắt cỏ hay sao mà? Lúc vào ông đi cắt cỏ mà ông biết tự nhiên có con gan rồi cứu cái chân của ổng, rồi xong tự lại ăn cắn. Xong tự giờ chân ông bị gì đó. Nhưng mà xong 2-3 bữa mới biết nhức đau. Là khi ông đi làm bị gắn nó quắn cái chân. Dạ. Rồi dính nước tiểu hay là cái gì đó, nọc độc hay gì đó, dạ, mình không biết vậy. Nhưng mà không có dính cắn ha. Dạ không có dính cắn gì hết á. Tự rồi làm độc nó vậy luôn. Dạ. Nếu mà chúng độc. Như là ông đi cắt cỏ, đi kiếm củ gì nấu cơm vậy cũng đi, ông cũng mạnh lắm. Dạ. Mà mới bị gì mà 2-3 tháng này ông có đi làm được đó. Dạ. Già cả rồi không có làm gì được, không có tiền cũng khổ. Dạ, anh tuổi. Dạ. Với bà như không có rành tiếng Việt nữa không? Dạ, rảnh tại nói tiếng Việt không rành. Dạ, hồi xưa ít có ai đi học tiếng Việt đâu. Ít có tiếp xúc với người Việt. Dạ. Không biết ha. Thì nói chung hôm nay Kỳ làm cái video này thì nói chung Kỳ cũng không có tiền đâu. Thì Kỳ bỏ công ra để quay lại video cái hoàn cảnh để nhờ cộng đồng bà con ở trên YouTube để hỗ trợ tiếp những cái mảnh đề, những cái người có người lớn trẻ gì họ cần sự trợ giúp thì Kỳ sẽ đại khái quay phim lại thì nhờ trợ giúp vậy thôi. Ai thương thì cứ gửi về số tài khoản của Kỳ, số tài khoản của Kỳ nằm ở trong cái phần mô tả đó, thì cứ chuyển như cho Kỳ, Kỳ sẽ trao tặng tay cho những quý cô bác, quý anh chị được Kỳ quay phim. Thì hôm nay em cũng cảm ơn chị đó chia sẻ những lời rất hay của về gia đình ông gì của anh đây. Tà Lóc. Tà Lóc. Dạ. Là Tà Lóc. Dạ. Tà Lóc. Dạ dạ. Có nói. Rồi cảm ơn mấy bà cũng đã chia sẻ với con nha. Dạ dạ. Rồi em cảm ơn chị rất nhiều nha. Dạ. Thì video của Kỳ sẽ khép lại tại đây. Cảm mong quý cô bác của anh chị theo dõi và đăng ký kênh để làm động lực cho Kỳ quay những video nhiều hơn để giúp nhiều người hơn.